Bích Tuyền đưa đội tuyển bóng chuyền Việt Nam bay cao trên bảng xếp hạng thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phá vỡ hàng loạt cột mốc lịch sử sau cúp bóng chuyền Challenge Thế giới 2024 vừa kết thúc tại Philippines. Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam vẫn còn ngất ngây với chiến thắng cực kỳ ấn tượng của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội trước đội tuyển Bỉ để đoạt tấm huy chương đồng danh giá ở cúp bóng chuyền Challenge Thế giới. Như đội trưởng Thanh Thúy chia sẻ, đây là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước đội tuyển đến từ châu Âu và đây cũng là đội tuyển có thứ hạng cao nhất mà Việt Nam chạm trán, hạng 13 thế giới. Thanh Thúy, Bích Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây tiếng vang ở giải thế giới. Nguyễn Thị Bích Tuyền góp công rất lớn vào thành công lần này của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ở tứ kết gặp chủ nhà Philippines, cô ghi 30 điểm, đưa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết. Đến trận tranh huy chương đồng với đối thủ đẳng cấp Bỉ, tay đập 24 tuổi quê Vĩnh Long rực sáng với 35 điểm, góp công đầu mang về chiến thắng bất ngờ cho Việt Nam. Tốc độ và sức mạnh trong những cú đập bóng của Bích Tuyền khiến giới chuyên môn phải trầm trồ. Theo thống kê ở trận đấu với Bỉ, Bích Tuyền có cú đập bóng tấn công ghi điểm đạt tốc độ lên tới 107 km/h. Ngoài Bích Tuyền, thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn có sự trở lại khá ấn tượng của Thanh Thúy. Cô dần lấy lại được phong độ và là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội. Ngoài ra Nguyễn Thị Trinh cũng hiệu quả với những pha chắn bóng lẫn tấn công nhanh. Chuyền 25 oanh có nhiều pha kiến tạo biến hóa tạo thuận lợi cho đồng đội ghi điểm. Libero Nguyễn Khánh đang có những pha phòng thủ cứu bóng xuất thần. Bên cạnh đó không thể không nhắc đến dấu ấn của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khi truyền ngọn lửa quyết tâm, sự tự tin lẫn biến hóa trong lối chơi cho các học trò. Thanh Thúy dần lấy lại phong độ sau chấn thương chiến thắng trước tuyển Bỉ giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tích lũy thêm 6.3 điểm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới. Kết thúc giải đấu, Bích Tuyền cùng đồng đội tăng 2 bậc. Lần đầu tiên lên hạng 32 thế giới với 112,73 điểm. Tính riêng ở châu Á, đội Việt Nam xếp hạng 5 sau Trung Quốc, hạng 6 thế giới. Nhật Bản, hạng 7 thế giới, Thái Lan, hạng 14 thế giới và Kazakhstan, hạng 31 thế giới. Cách biệt điểm số giữa đội Việt Nam và Kazakhstan chưa tới 1 điểm. Vì thế thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có cơ hội vượt qua đối thủ này. Từ 18 đến 28.7 tới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được tạo điều kiện thi đấu ở giải giao hữu quốc tế tại Thượng Hải, Trung Quốc. Dự kiến huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bổ sung một vài gương mặt trẻ để tranh tài ở giải đấu này.